Tin bóng đá hôm nay 15 tháng 7, Senegal hạ Tunisia, Algeria đánh bại Nigeria để vào chung kết. MU đạt thỏa thuận mua trung vệ Maguire giá kỷ lục. Neymar trở lại Paris chốt tương lai. Tuyển Việt Nam phải đá sân khách ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Đó là những tin chính trong bản tin hôm nay. 2 trận bán kết CAN 2019 đêm qua đã xác định 2 đội bóng vào chung kết là Senegal và Algeria. Sau những cuộc đụng độ vô cùng căng thẳng và kịch tính với Tunisia và Nigeria, ở cuộc chạm trán giữa Senegal và Tunisia, cả hai đều chọn lối chơi thận trọng nên một thế trận giằng co được tạo ra giữa hai đội. Bởi vậy, hầu hết các pha dứt điểm của cầu thủ hai đội đều đến từ ngoài vòng cấm và độ sát thương không cao. Chỉ 2 lần những cú ngã đại bác tầm xa làm khung thành đối phương chao đảo. Thứ nhất là pha dứt điểm dội cột của Sabali bên phía Senegal ở hiệp 1. Và thứ hai là cú đá đập tay Koulibaly của Sassi bên phía Tunisia ở phút 72. Tất nhiên, chạm tay phải có phạt đền, nhưng Sassi lại dứt điểm quá huyền và bị thủ môn đối phương tóm gọn. 5 phút sau, nỗ lực đi bóng của Mbaye Niang đem về quả phạt đền cho Senegal. Nhưng Saibek cũng như Sissi, dứt điểm quá huyền và bị thủ môn đối phương tóm gọn, hòa nhau trong hai hiệp chính. Hai đội bước vào hiệp phụ mà cũng không cầu thủ nào có thể đưa được bóng vào lưới đối phương. Cuối cùng trận đấu được định đoạt bởi một tình huống phản lưới, khi một quả tạt vu vơ bóng lại lớn ngớ đập đầu Dylan Brondy vào lưới, đem về chiến thắng 1-0 cho Senegal. Ở trận đấu giữa Algeria và Nigeria, một cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính hơn đã xuất hiện. Algeria là đội ép sân khi liên tục tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Nigeria. Những nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 40 với pha phản lưới của Sous Ekong. Bước sang hiệp 2, Ighalo đưa trận đấu về vạch xuất phát từ chấm phạt đền. Sau khi trọng tài sử dụng VAR để xác định bóng đã chạm tay hậu vệ Algeria, những phút còn lại của trận đấu, hai đội tiếp tục chơi đôi công và tạo ra nhiều pha bắn phá. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Algeria được hưởng quả phạt hàng rào và Riyad Mahrez sút bóng căng như búa bổ tung lưới Nigeria, ấn định chiến thắng 2-1 cho Algeria. Như vậy, Algeria và Senegal sẽ gặp nhau trong trận chung kết, diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7. MU đạt thỏa thuận mua hậu vệ Maguire giá kỷ lục. Manchester United đạt thỏa thuận ký Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng biến tuyển thủ Anh thành trung vệ đắt giá nhất thế giới. Theo The Sun, hôm nay 15 tháng 7, Maguire tới trung tâm huấn luyện Carrington để tiến hành kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức. Về hình thức thanh toán, MU không chi trả một lần. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford chuyển trước cho bầy cáo 60 triệu bảng. Số còn lại 20 triệu bảng sẽ được thanh toán thông qua các tiện ích bổ sung. The Sun cũng nói thêm, Leicester City đã tìm được người thay thế Maguire là Lewis Dunk của Brighton với giá 45 triệu bảng. Nếu thông tin trên là chính xác thì đây là tin vui lớn với các fan MU, bởi từ mùa giải năm ngoái đội bóng thân yêu của họ đã chật vật tìm một trung vệ chất lượng. Maguire cũng đã nằm trong danh sách thèm muốn của Mourinho nhưng không được phó chủ tịch Ed Woodward chi tiền mua về. Mùa vừa qua, MU để thủng lưới 54 bàn ở Premier League, cao vượt xa so với các đội còn lại trong top 6. Maguire cho thấy là một trong những trung vệ nổi bật nhất ngoại hạng Anh hiện nay. Anh cũng đóng vai trò chính ở hàng thủ trong thành công của Tam Sư tại World Cup 2018. Ole Solskjaer tiết lộ bất ngờ vụ Lukaku. Trả lời báo chí trong chuyến du đấu của MU, huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định quỷ đỏ hiện chưa nhận được đề nghị từ Inter Milan dành cho Romelu Lukaku. Theo nhiều nguồn tin từ báo chí châu Âu, đội chủ sân Giuseppe Meazza chưa đáp ứng được yêu cầu từ phía MU. Quỷ đỏ muốn bán Lukaku giá 85 triệu bảng nhưng Inter Milan chưa thể đáp ứng con số đó. Nhưng ESPN khẳng định Inter sớm muộn cũng sẽ có Lukaku. Họ đang chờ bán xong Mauro Icardi để có tiền phục vụ việc chiêu mộ Lukaku. Vài ngày trước, Inter đã gạch tên Icardi khỏi danh sách du đấu châu Á. Neymar trở lại Paris chốt tương lai.
Tờ Sport Tây Ban Nha loan tin vào chiều tối qua ngày 14/7, Neymar đã lên chuyên cơ riêng từ Brazil trở lại Pháp. Hôm nay, Neymar sẽ đến trụ sở của Paris Saint-Germain để định đoạt tương lai của mình mùa tới. Neymar dự định sẽ tham dự cuộc họp khẩn với giám đốc thể thao Leonardo và đề xuất nguyện vọng muốn chia tay PSG dù vẫn còn 3 năm hợp đồng. Ông Leonardo trước đó đã nói thẳng thừng rằng Neymar có thể rời Paris Saint-Germain nếu đội bóng này nhận được lời đề nghị phí chuyển nhượng phù hợp. Tuy nhiên, tới thời điểm này phía Barca chưa đưa ra đề nghị chính thức nào. Những ngày qua, Barca bận rộn với việc giải phóng hợp đồng Antoine Griezmann và ra mắt tiền vệ người Pháp. Có lẽ, sau khi hoàn tất chiêu mộ Griezmann, Barca mới dồn lực tập trung vụ Neymar. Pochettino bất lực về tương lai của Eriksen. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino thừa nhận ông cũng không biết tương lai của cậu học trò Christian Eriksen sẽ ra sao. Christian Eriksen là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Tottenham và cũng là học trò cưng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, tương lai của Eriksen là điều không ai dám chắc chắn khi tiền vệ người Đan Mạch đang nhận được sự quan tâm của Manchester United và Real Madrid. Hơn nữa, chính Eriksen trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Extra Bladet tại quê nhà đã thổ lộ: "Tôi cảm thấy tôi đang ở vị trí cần sự thay đổi. Tôi trân trọng những gì đã có cùng Tottenham nhưng tôi muốn có thử thách mới. Tôi hy vọng sẽ có giải pháp được đưa ra trong mùa hè. Đó là kế hoạch của tôi." Trả lời về vấn đề Eriksen, huấn luyện viên Pochettino cũng tỏ ra không chắc chắn: "Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại. Eriksen là một cầu thủ xuất sắc, một trong những tài năng lớn của bóng đá. Sau 5 năm làm việc với cậu ấy, tôi có thể chắc chắn về năng lực của Eriksen và tôi hy vọng cậu ấy tiếp tục gắn bó với Tottenham." Cuối cùng, ông nhấn mạnh: "Các bạn thấy đấy, Eriksen được nhiều đội bóng quan tâm. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy ở lại nhưng không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra." Cần đề cập thêm một chi tiết quan trọng, đó là Eriksen chỉ còn 1 năm hợp đồng với Tottenham. Eden Hazard ngậm ngùi mặc áo 23 ở Real Madrid. Ở Real Madrid, Eden Hazard không phải là số 10, cũng chẳng là số 7 mà Cristiano Ronaldo từng mặc, thay vào đó là số áo bất ngờ không ai nghĩ đến, 23. Sở dĩ Hazard ngậm ngùi yêu cầu số áo 23 này vì hai số trên ở Bernabeu đều đã có chủ. Kết quả, Hazard đề nghị số áo 23, số áo David Beckham từng mặc lúc chơi cho Real Madrid, và lý do ẩn sau đó không hề liên quan tới bóng đá mà là môn bóng rổ nhà nghề Mỹ. Hazard kết môn thể thao này và đáng kể, những ngôi sao lớn mà tiền vệ bị ngưỡng mộ là Michael Jordan và LeBron James đều mặc số áo 23. Hazard chính là ngôi sao số 1 trong kế hoạch tái thiết Real Madrid của thuyền trưởng Zidane sau khi trở lại Bernabeu hồi tháng 3. Đến với bóng đá trong nước, tuyển Việt Nam phải đá sân khách ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Dù chưa bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng tiến hành phân nhóm hạt giống cũng như xác định lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên. Đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, vào ngày 17 tháng 7 tới, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia thành 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng loại World Cup 2020 theo thể thức vòng tròn, sân khách, sân nhà khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 năm 2019 đến ngày 9 tháng 6 năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, với sau thành công ở King S Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 5,2 điểm, có tổng cộng 1.232 điểm và có bước tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tuyển Việt Nam đã vươn lên hạng 96 thế giới và 15 châu Á, đồng nghĩa với việc sẽ được nằm trong nhóm hạt giống số 2 tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Và dù chưa tiến hành bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng xác định việc phân nhóm hạt giống cũng như lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Vì thế, với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, đội tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân khách trong trận ra quân. Cụ thể ở trận đầu tiên vào ngày 5 tháng 9, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm và, theo đó, nhóm hạt giống số 3 cũng có sự góp mặt của những đối thủ khá mạnh như Palestine, Ấn Độ, Thái Lan, Bahrain, Tajikistan, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa và Triều Tiên. Sau lượt trận đầu tiên, đội bóng sao vàng sẽ bước vào lượt trận thứ 2 vào ngày 10 tháng 10 khi được chơi trên sân nhà gặp đội thuộc nhóm hạt giống số 4. Sau đó, ngày 15 tháng 10, tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến sân của đội thuộc nhóm hạt giống 5. Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022, đồng thời đoạt vé chính thức dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023 do Trung Quốc đăng cài. Nếu góp mặt ở vòng sơ loại thứ 3 của Việt Nam sẽ là 2 lượt trận trên sân nhà vào tháng 11,
đó là hai trận tiếp đối thủ thuộc nhóm hạt giống số 1 vào ngày 14 tháng 11 trên sân nhà. Tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đón đội thuộc nhóm hạt giống số 3 vào ngày 19 tháng 11. Sang năm 2020, tuyển Việt Nam sẽ bước vào 3 trận đấu cuối quyết định trong năm 2020 vào các ngày 31 tháng 3 sân khách gặp đội hạt giống số 4, ngày 4 tháng 6 sân nhà gặp đội hạt giống số 5 và 9 tháng 6 sân khách đối đầu với đội hạt giống số 1.